Xin chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình trong cái loạt video về dòng game chiến tranh tổng lực Napoleon. Mình là Total War Tuyên Quang và hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cái chiến dịch của Cộng hòa Liên bang Đức. Ở tập trước thì mình cũng đã thực hiện cái cuộc chiến nhanh xuống một trận phòng thủ, phải nói là tương đối mệt với Napoleon ở khu vực vùng Saxony. Đây, thành phố Dresden, Saxony. Và một trận tái chiếm tỉnh Prague. Và mình đã giao lại cái vùng đất này cho cái thằng đệ của mình rồi. Và bây giờ thì theo cái nhiệm vụ của mình đây, các bạn đánh vào cái cấp này thì bạn sẽ thấy này, những cái vùng mà nó có chấm đỏ đỏ đây, những cái thành chúng ta phải chiếm đấy. Còn Mecklenburg ở phía bắc Bavaria đây, quê hương của cái nôi của chính trị của Hitler đây. Đây, thành phố Munich, thủ phủ của vùng Bavaria đấy. Còn hai tỉnh đó và chúng ta sẽ phải chiếm được tổng số 25 tỉnh. Thì đây có 16 rồi, hai tỉnh này nữa là 18 và 7 tỉnh khác nữa. Thì cứ để từ từ xem mình sẽ chiếm sau. Thì chúng ta sẽ hoàn thành chiến dịch này. Đấy, chiến dịch của chúng ta nó là như vậy. Bây giờ thì mình xem là đấy là cái nhiệm vụ nhưng mà không nhanh thế được đâu. Chúng ta cần phải làm rất nhiều việc ấy. Nhất là bây giờ tiền thì không có nhiều, mình vừa mới nâng cấp nhà cửa đây. Quân phổ này thì sau có cái đội mình đang cố gắng để nâng được cái nhà lính đời cuối đây này. Có cái đội vệ binh Cộng hòa này. Đây, đây là cái đơn vị mà nếu bạn không chuyển sang đây, lực lượng vệ binh Cộng hòa phải chuyển sang chế độ Cộng hòa các bạn mới có đơn vị lính này. Đấy. Và đây cái đội này nữa, mình thấy là đội này cũng phải chuyển sang đến Host War này. Hoàn toàn không có nếu bạn chơi ở độ chơi quân theo nước phổ ban đầu. Có lẽ là bây giờ mình mà hết tiền rồi, chả có việc gì nữa, chắc qua lượt thôi. Tướng Skoll, tướng này hình như mình không nhầm thì tham mưu trưởng quân đội Pháp dưới thời Napoleon. Trong cái thời kỳ đế chế 100 ngày. Quân Pháp còn đóng ở đâu? Quân Pháp vẫn còn nhiều lắm. Rồi. Cần phải cho tướng luyện cấp lên một xíu nữa nhưng mà không thể cho đi luyện được bởi vì chúng nó cứ cho quân đánh mình liên tục. Giờ chúng ta có đội kỵ binh rồi. Chúng ta có đội kỵ binh xịn hơn rồi. Sẽ bỏ dần đội kỵ binh này đi. Thay bằng đội ở đây. Đội lính súng trường này bắn rất xịn này. Force War cũng là một đội cận vệ bắn rất tuyệt. Light Infantry, quân đoàn mạnh như thế thì phải cho tướng nào chỉ huy nhỉ? Hay là đơn vị này bây giờ có thể mình sẽ tấn công vào tỉnh này nhỉ? Đánh xong thì phải mất mấy lượt mới hồi quân. Chiếm được tỉnh này thì mình sẽ giao đất cho thằng nào nhỉ? Cho luôn thằng này nhỉ? Nó gần. Vùng này chưa có cơ hội, chưa có khả năng. Còn phải giữ. Đây này, quân đoàn này còn phải giữ ở đây. Ngăn không cho nó tiến lên. Quân đoàn này thì đang hồi quân. Anh về. Mấy con ngựa này bỏ đi. Chúng ta sẽ dùng ngựa đời 4. Rồi về đây hồi quân cho nhanh. Vùng này nó có cái công trình này. Đây, nó tăng 22% tốc độ hồi quân. Ok, mọi việc ổn. Ừ.
lại một trận chiến nữa với quân Pháp. Cái bản Napoleon này các bạn không thể auto đâu, auto mình thấy nó xàm lắm, dễ chết kinh khủng ấy, chết quân một cách rất là vớ vẩn luôn ấy. Có lẽ mình phải cho tướng này đi luyện cấp chứ nhỉ, mua một cái tướng để cho tướng này về về nhà luyện cấp đã. Tướng tào lao kia thì mình cứ để nó ít ít được, những tướng nào mà có trai tốt thì mình phải đi luyện đã. Sau này rồi hệ thống chính trị của chúng ta ổn, có mỗi ông này được 5 sao còn lại toàn 4 sao. Để cho tướng Van Busser này đi luyện cấp này, đi luyện skill. Tướng này mới học được có 4 skill, phải học thêm được 2 skill nữa mới mắc được. Đánh trận đã, đánh trận thì mới có tiền được. Trông chờ vào nền kinh tế thì hơi chậm, công nghệ thì ổn. Xem nào, trông cái tỷ số này thôi nhưng các bạn auto các bạn có thể thua đấy. Đây nó có 2 đội pháo này, 3 đội kỵ, ăn được. Mình chưa thấy có lâu lắm rồi, lâu lâu rồi mình mới lại chơi lại bản này, nhưng mà mình công nhận là mình vẫn thích cái bản này về vấn đề tác chiến. Nó đòi hỏi tầm tư duy của các bạn phải cực cao, nó không cần bạn phải quá nhanh tay nhưng mà nó bắt các bạn phải khả năng tư duy rất là ghê gớm, các bạn mới có thể đánh được trận. Quân Pháp nó dàn như thế này, phía bên này của nó thì xem tình hình bố phòng quân đội của Pháp rồi. À, ngon rồi. Đây, lực lượng chủ lực của nó bên này. Chúng ta sẽ đánh luôn vào cánh bên chủ lực của nó đó. Đây là vị trí của chúng ta, nhưng mình nghĩ là mình sẽ phải tiến lên cái đỉnh đồi này. Nếu không thì cũng hơi khó, mình sẽ chạy dọc bên này. Các bạn thấy là phần lớn là mình cho quân ở chế độ đội súng trường bắn ở chế độ toàn đội đúng không? Lý do tại sao thì bởi vì đội súng trường nó như vậy nó sẽ áp chế tinh thần tốt hơn. Khi nó bắn ở chế độ toàn đội nó áp chế tinh thần của kẻ thù tốt hơn. Này pháo binh cho đốt đây. Nói chung pháo binh thì không thể lúc nào cũng đặt được ngay đâu, phải tìm được cái điểm tốt mới đặt được. Bây giờ dồn vào để tiêu diệt được. Cánh quân trung tâm này chỗ nào để có thể không bị pháo nó lã ngay từ đầu nhỉ? Đây, lấp sau cái gò đồi này đi. Pháo chỗ này chắc là bắn không tới rồi, chắc luôn. Nhưng mà tuy nó không tới nhưng nó vẫn có thể bắn được kỵ binh. Không được để chết thằng tướng này, tướng này mạnh phết đấy. Binh của mình tạm thời đứng đây đã, cả nó phơi cho chết rồi nha. Pháo binh của chúng ta cũng rank cao phết rồi. Bắn vào đây cho anh,
Quân Pháp bắt đầu di chuyển, chúng ta cũng phải di chuyển. Tiến lên, chúng ta phải tiến lên đấy. Cái quân này mới cần phải di chuyển đây, cần chiếm được cái điểm cao này đó. Đây có một cái điểm cao, tiến lên em ơi, chiếm điểm cao này. Chạy cho nó nhanh. Tắt chế độ fast wheel nhá. Tiến luôn lên đây. Quân Pháp đã bị hoang mang. Pháo binh chúng ta nào rồi. Nhảy. Rồi. Một khẩu pháo nó kéo rồi đó. Tốt rồi. Chúng ta đã chiếm được một cái điểm cao rất là tuyệt vời đấy. Đây. Chúng ta bắn từ trên sườn đồi xuống, chúng ta sẽ có lợi thế về tầm đạn hơn và độ chính xác đấy. Rồi, pháo binh của chúng ta vẫn đang rất nhiệt tình. Bên này chúng ta cũng đang có cái điểm cao. Tuy nhiên là muốn tấn công thì chúng ta vẫn thể dàn quân ra đây. Rồi, vẫn có một cái điểm cao nhất định. Tiến lên. Đánh như này nó rất thật. Xét về mặt tác chiến thì Napoleon, bản Napoleon là bậc thầy về tác chiến. Nhanh lên, nó có một khẩu. Ủa kìa. Pháo nó nã mình này. Anh em lùi lại xíu. Nó bị pháo binh rồi nó đã. Lùi lại xíu đó. Loại bỏ khẩu pháo binh này của nó. Lùi cái binh của mình thôi. Chạy nhanh lên sao nào. Ngoài tầm bắn của pháo binh rồi. Không sao. Vẫn có thể tiêu diệt được kỵ binh ở đó. Cánh quân bên này đang bị tấn công. Đang bị pháo binh nó bắn. Ui, lo đạn thế nhỉ. Chết mất có. Là không sao. Ui, rồi vào rừng. Muốn tiến lên một xíu mà nó không cho tiến. Thằng này ác như thú. Chuẩn bị ra đây.
mình toàn nhầm dẫn vị đâu. Rồi, nếu tốt thì mình chiếm được cái rừng này. Chưa được, pháo của mình xa quá. Tiến lên đây. Có thể pháo của mình sẽ được đặt ở đây. Đây, chỗ này. Kỵ binh của mình đang vòng đằng sau nó rồi. Phe nó giảm quân tử về. Cánh quân này đang giảm ra đây thì cánh quân này tiến lên đấy. Nó đang dàn lên kìa. Tiến luôn. Từ từ đó, tiến gần đó. Đánh ở trong rừng. Tiến đây để đánh trong rừng. Tiến lên xíu nữa. Sư đoàn này dự bị. Ok, nó bắn mình rồi kìa. Chạy ra đây, chạy ra đây, chạy ra đây. Các bạn xem các cái bộ phim thời cận đại này, các bạn có thấy là có một điểm là bên này cứ hành quân, bên kia cứ đứng im. Rồi, lại quay lại bắn nó. Bắn. Our men are running, sir. What's that? Oh. À. Một đội kỵ của nó vây hay hai đội kỵ, ba đội kỵ của mình mà không ăn được nổi một đội kỵ của nó à? Cái ngựa này thì sau mình cũng bỏ, nhưng mà nó ghê gớm lắm, kỵ binh của Pháp mạnh lắm. Trả lên. Đơn vị này sắp vào tầm bắn của nó rồi. Lùi lại. Đây. Nó đang tiến lên kìa. Chúng ta sẽ lợi dụng cánh rừng này. Phòng thủ trong rừng. Binh của nó kìa. Hai đội kỵ binh của mình ăn được rồi. Mất một đội kỵ binh, ăn được một đội kỵ binh của nó. Kỵ binh của Pháp mạnh nhất game này luôn. Con ngựa để gớm nhỉ. Ôi
Xong rồi. Ôi, mình bắn tạt sườn mà vẫn ăn được. Các bạn mình có hai đơn vị súng trường bắn tỉa đây. À, tướng của nó dẹo rồi. Cánh bên này hơi yếu, bổ sung một đơn vị này sang bên đây. Cánh rừng này rất tuyệt, mình sẽ chiếm cái cánh rừng này đã. Chưa biết như nào nhưng mà mình cứ phải chiếm được. Tiến sát. Chiếm được một cánh rừng này là rất tuyệt. Rồi, cánh quân bên này. Tiến quân đi. Dàn trải quân đội đấy. Hành quân tiếp. Quân địch cũng bắt đầu dàn quân rồi. Chạy lên cái đỉnh đồi này đó cho bọn. Ái chà. Hai đơn vị này vào đây bắn. Bắn. Sợ. Ôi tướng, quân này của nó mấy sao liền này. Mà chúng ta là lấy súng trường, chúng ta lại lấp trong rừng. Cơ hội chiến thắng của chúng ta cao hơn. Súng lính súng trường của Đức à? Tiến lên. Cánh quân bên này. Ta đòi ốp chúng nó nào. Ốp chúng nó luôn. Đây rồi. Pháo binh rồi. Đặt ở đây. Kì nhỉ. Nhưng mà rank của nó cao, nó bắn lì thế. Bọn Pháp đang di chuyển, tiến lên. Ôi chỗ này toàn hàng rào này, kỵ binh chạy vào đây là chết đấy. Thế quân lên, quân địch nó đang tiến rồi, chúng ta cũng phải tiến thôi. Rút. Nó cận chiến à? Rút ra. Cận chiến thì rút ra. Không ngu gì mà cận chiến với quân tư Pháp. Kỵ binh của mình đây rồi.
ta đang bị bắn tạt sườn, chạy đã. Nhanh. Cho cánh này đánh này. Nó dám xông vào thì cho cánh này đánh. Cánh bên đấy rút, cánh bên này bắn tạt sườn nó lại cho anh. Chạy ra đây. Bên kia có hàng rào rất đông. Rồi, bắn tạt sườn nó cho anh. Dám xông vào quân của anh. Rồi. Bắn như thế này này. Nó bị bắn tạt sườn rồi. Bắn như thế này em ơi. Quân này nữa, tiến lệ. Phá binh rồi. Tuyệt vời. Lá vào đây. Chà. Móc lốt mình. Rồi đây. Ồ. Tiến lên. Bắn vào mặt nó này. Rồi nhá. One of our units has used all its ammunition, sir. Hết đạn rồi cả. Hết đạn rồi. Xong. Bắn chỗ này là sẽ bay vào quân mình đó. Bắn ra đây. Bắn ra đây là chỉ trúng quân nó thôi. Đấu súng quân Pháp. Rồi, tốt lắm. Tiến lên. Nó mới tiến lên. Đổi lại, đi lại xíu. Rồi lại xíu, đơn vị này bắn vào đây. Vào đây. Nó có 2-3 đội đang di chuyển ở hướng này này. Bắn. Bắn. Hay quá. Tấn công vào đây. Pháp nó mất tinh thần rồi. Tiến lên, nó lùi rồi mình lại tiến lên. Hay quá. Ừ, nó chuyển hướng tấn công, rút lại. Nhanh không bị bắn tạt sườn nữa rồi. Bọn Pháp khôn vãi. Nó chuyển hướng, mình phải chuyển hướng theo ạ. Sao các đơn vị này tiến lên ấy? Nó đang bị bắn tạt sườn mình. Hai đơn vị này hết đạn rồi. Rồi đây. Phá rồi, lã tầm gần cho anh. Bên chạy ra xa ra.
Hai đơn vị này hết đạn rồi. Bắn. Thương nặng quá nhỉ. Tôi cần rút lại một tí nữa để cho súng trường bắn tỉa bắn. Rồi. Cái nhở, bắn mình chết nhiều thế. Sắp phải cho quân lên bảo vệ vùng trên đấy rồi. Diệt đốt cánh bên này đã. Mình nghĩ là xung phong được rồi đấy. Xung phong. Phong giải quyết nhanh chiến trường không? Ồ, đổi lại. Rồi. Cùng cái tinh thần đang sụt giảm. Xung phong. Ủa ơi, nó bắn ác thế. Úi giời. Xung phong. Xung phong. Hai khẩu pháo này. Chạy. Nó áp sát rồi, bộ binh nó áp sát rồi. Chạy hướng này mà. Kỵ binh tấn công. Rồi. Xong rồi, cánh bên này xong rồi. Thôi kìa, hai thằng pháo đây, không biết chạy à? Bảo chạy không chạy à? Glorious victory, sir, is soon to be yours. Super! Phát lên lên xong lên. Ồ. Ồ xong rồi. Ây da. Ây dù. Úi giả. Rồi. Rồi. Lại một trận đánh nữa. Không thể auto được cái chiến dịch này các bạn ạ. Mình thử cả rồi. Nhiều khi thua ấy. À mình qua mất đơn vị quân nào đâu. 9.000 cướp kiếm tí sẻng đã. Lại bán cho bằng này xong rồi lại giao đất. Này mới có tiền được. Nó vẫn chết mất đội kỵ kìa.
Không, vẫn còn 6 thằng. Mới được 2.000. Cướp tiếp. Kiếm tiền nuôi anh em. Đấy, đây là một cách để các bạn kiếm tiền rất là nhanh. Chứ còn bây giờ các bạn bảo mình 5 con ngựa 9.000, đúng không? Mỗi một trận đánh công thành thì các bạn kiếm được khoảng tầm 15-20.000 gì đó. Trong khi các bạn phát triển nhà cửa một lượt các bạn đi kiếm được có mấy nghìn nữa. Phải mà cũng phải thôi, bởi vì phần lớn các tướng mà đi công thành. Ô, mất luôn con ngựa rồi. Thôi, hòa bình chiếm đóng. Dù sao mình bỏ con ngựa đấy mà. Giao cái vùng đất này cho cái thằng đệ của mình. Đâu nhỉ? Đây. Lãnh thổ nó giáp luôn đây. Mình được gì phải quản lý. Đấy, lãnh thổ nó liền nhau. Vùng này thì là đất của thằng đệ mình rồi. Đó, rút quân về đây tí đã. Bạn phải rút quân về đây để hồi. Bổ sung cho anh ấy 3 đội kỵ binh ra đây. Tướng cầm quân. Tiếp tục mua kỵ binh. À, mình phải nâng cấp cái công trình này lên để có được cái đội thuyền chiến cao cấp này. Nâng cấp được công nghệ hải quân đó. Có thể mình sẽ phát triển hải quân và chuẩn bị mình sẽ có vài tàu chiến chuẩn bị đi tác chiến, nhưng hiện tại mình chưa có cảng tác chiến, mình chỉ có cảng buôn thôi. Nên là chắc là chưa. Muốn có cảng chiến chắc mình phải đánh lên theo kế hoạch của Đức Hitler là phải đánh lên phía Bắc, chiếm cái vùng Scandinavia này. Nhưng mà bây giờ mà đánh lên đấy thì quân bên dưới này mỏng lắm, lực lượng lâu mà giữ. Trên đây nó mới có các cảng biển nhiều. Đây có một cảng rồi này. 1 này, 2 này, 3 này, 4 cảng liền. Với 4 cảng đó các bạn thoải mái để phát triển quân hải quân rồi. Không cần nhiều hơn đâu. Mình nghĩ là vậy. Bây giờ thì James lên đây, một trong những tướng rất giỏi, mình rất thích tướng này luôn. Tiếc là trong lịch sử thì ông này đã bị chết và Napoleon rất thất tiếc. Napoleon, khi mà ông này chết thì đích thân Napoleon đã phải viết một bức thư chia buồn với vợ của ông ấy. Ông ấy nói như nào nhỉ? Napoleon nói như nào nhỉ? Tôi biết đến lên khi anh ta còn là một người lính, nhưng khi tôi mất anh ấy, khi anh ấy đã là một vị tướng tài, người hùng. Đấy là bức thư mà Napoleon đã gửi cho vợ của lên trong một trận đánh khi mà ông ấy hy sinh. Ông là một trong những chỉ huy rất giỏi của Napoleon. Đấy là mình giới thiệu với các bạn đấy nhá. Đây, những nhân vật trong này phần lớn đều là các nhân vật có thật trên lịch sử. Để James lên tướng này nữa. Đây là tham mưu trưởng quân đội Pháp. Mình có một vài tướng mình biết thôi, nhưng còn nhiều tướng quá. Thực ra một quốc gia nó có nhiều, đến Việt Nam có bao nhiêu tướng mình còn chẳng biết thì làm sao mà mình biết hết được nước khác, đúng không ạ? Thế nên mình biết tướng nào nó nổi tiếng một tí thì mình biết thì mình giới thiệu với anh em thôi. Mình mua hết rồi mà nhỉ. Sốc kỵ. Sốc kỵ này thì không hữu dụng lắm. Còn hơn 2.000 mình tích tiền để còn chuẩn bị cho nhiều việc khác. Vẫn phải mua mấy con ngựa đấy chứ. Hết tiền. Hết tiền rồi. Về đây hồi quân đó. Lại phải về đây hồi quân. Thực ra con ngựa có mất đâu, chẳng qua mình đánh auto để kiếm sèng mất bốn con ngựa. Dù sao mình cũng bỏ cái bọn ngựa đấy để đường cái đội ngựa đời cuối cho nó mạnh. Đâu nhỉ? Đây. Hồi quân đã, điều này chắc phải lượt sau. Hoặc qua lượt. Lượt này thì chúng ta đã... Làm một trận đánh tiếp theo. Tham mưu trưởng quân đội Pháp đã tiến sang đất của mình à? 3 đội pháo binh. Lại một trận này quân của mình chưa hồi phục hoàn toàn, có 2 đơn vị này bị thương nặng, bị thương chưa hồi phục được. Vẫn phải đánh thôi.
đây là phòng tuyến đầu tiên để chống quân Pháp mà. Trừ khi chúng ta kiểm soát được vùng Bavaria kia thì chúng ta sẽ êm được hơn cái khu vực phía dưới này. Bavaria. Ôi. Nước Pháp. Nước Pháp là ta là nước Pháp. Pháo binh đặt ở đâu đây? Đây à? Pháo binh trên đồi cao lã vào đầu. À, mình phải tận dụng cái lợi thế này chúng ta xem nào. Nhưng mà phía bên mình, nếu mình tiến được theo theo hướng này, ủa nó giáp ở đây rồi, không ăn được. Tấn công từ phía rừng này nó hiệu quả hơn không nhỉ? Thử xem sao nhỉ. Hướng này có rừng này, rừng mà lại có điểm cao nữa. Thử đấy, không thử sao biết được. Mình muốn thương vong nó ở mức thấp. Nếu không thì cứ mỗi một trận mà thương vong nặng nặng tí là mình à, đủ ném lựu đạn. Các bạn nhóm quân nó vào thành một nhóm như này thì để dễ điều khiển hơn này. Khi cần các bạn cơ động thì các bạn sẽ điều khiển nó dễ hơn. Mình sẽ... Đây, khu này có rừng. Đánh nhau trong rừng này sẽ lợi thế hơn cho mình. Khi ở trong rừng các bạn sẽ thấy quân của bạn nó ở chế độ ẩn nấp. Đấy. Đó, những cái đơn vị mà nó có cái chấm xanh xanh này có nghĩa là đang ở chế độ ẩn nấp này. Ẩn nấp thì quân địch nó không nhìn thấy được. Rồi. Đơn vị này không được ẩn nấp à? Tiến ra đây. Rồi. Sao mà kỵ binh mình ở sau này cho chắc. Vừa mới đánh trận trước, vừa mới lượt trước phải đánh. Và trước ở cái bản này nhá, mình phải khẳng định với các bạn một điều là chúng ta sẽ phải đánh nhau liên tục. Lã và tướng nó cho anh. Binh nó này, ôi bên này nó lại đang chạy lên điểm cao cái đồi như này. Từ xem à, cánh quân bên này di chuyển tiếp. Nó đang trong cái dàn quân, nó chưa đánh được. Mà pháo của mình phải lá nào chết được mấy con đội kỵ nó. Không mình. Bắn đây đây. Bắn đây, bắn đây. Thôi. Bọn này di chuyển phun vãi.
binh của nó lấp xuống cái hố này làm sao mình bắn được. Lấp xuống hố bên này thì nó leo lên trên đồi. Chết mấy thằng ấy. Chết được mấy thằng. Ấy xà. Quân bên này chúng ta không có cái lợi thế ban đầu rồi, không có lợi thế ban đầu thì nó đang di chuyển này, mình phải đây, đây có một cái điểm cao, chưa biết nó dàn kiểu gì. Cái binh nó đang tiến lên ầm ầm. Gần đây. Chỗ này nó chưa kịp cho kỵ binh tiến lên. Đây là chắc. Nhanh. Chiếm điểm cao, thằng nào chiếm được điểm cao trước thằng đấy thắng. Nó cũng đang phải xoay đội hình bởi vì là mình di chuyển đội hình liên tục để nó đậu theo. Đây rồi, một cái điểm cao rất tuyệt vời. Nhanh. Lã vào đây. Tiến lên đây. Vẫn đang trong rừng. Hay quá. Quân của chúng ta ở chế độ hành quân. Quân địch cũng đang phải di chuyển tiếp tục. Hay quá. Ôi sao bắn mãi chúng như thế. Phao đứng trên đồi mà bắn kém đấy. Xà được, xà được, sủ đã đây, đã đây, đã đây, cố gắng loại bỏ đội kỵ binh của nó trước. Đây là rừng đấy, chúng nó không phát hiện ra mình đang điều quân ở đây. Lấp trong rừng. Lấp vào rừng. Hay quá, pháo của mình chạy này bắn tốt đấy. Được, bắn đây, bắn đây, bắn đây, bắn đây. Bắn đây, bắn đây, bắn đây, bắn đây. Mày chết. Mày chết, mày chết. Ngon. Đi một đội ngựa nó rồi. Pháo chúng ta phải bắn liên tục. Bắn vào đây. Bây giờ lại đang di chuyển. Anh em bắn tiếp. Infantry. Rồi, cứ để nó rối loạn đội hình như thế. Xem nó dàn quân cả gì. Rồi, nó dàn cánh này thì chúng ta... Ừ. Nó đang dàn ngang ra. Dàn ngang ra thì cánh này tiến lên. Úi trời, mày...
tiến lên tiếp. Quân Pháp đã bị hoang mang sợ tai rồi đấy. Chúng ta có một cái điểm cao ở trên đỉnh đồi bắn xuống này, lợi lắm. Bắn từ trên đỉnh đồi bắn xuống nó lợi thế lắm các bạn. Rồi bắn vào đây, đang di chuyển vào đây. Úi giời. Rồi nó lại di chuyển ra hướng này. Vậy thì hướng đội quân lấp trong rừng này chuẩn bị lại xoay tiến ra đây, hành quân tiếp để cho nó bị rối loạn đội hình ấy. Xem là nào hạn chế tư phòng tối đa. Trời ơi, kỵ binh của nó chạy lên sườn đồi à. Mày chết, loại được thêm một đội kỵ binh của nó rồi. Tiến đây, chúng nó đang di chuyển rất xa rồi, tiến đây. Đây chứ. Nó binh lã ở đây. Nó đang tiến ra đây này. Một lỗ. May này. Ôi, trận này pháo binh của mình điểm trợ tốt thế nhở. Tốt rồi. Quân đội thì được bắn ở trên sườn đồi, được báo pháo binh điểm trợ đấy, lo gì. Hay quá. Rồi. Hay quá. Các bạn thấy không? Bắn ở trên sườn đồi bắn xuống rất hay ấy. Bạn thấy nó thất thật mà. Nên nó phải khẳng định một điều là bản Napoleon này cái vấn đề tác chiến nó rất thật. À. Rồi sao? Nó đang tiến quân ra đây. Phá binh rồi. Đúng rồi. Rất tuyệt vời. Bắn ra đây. Quân Pháp đang bị rối loạn. Tốt. Lại rút à? Pháo bắn kinh à? Úi xồi ôi. Bộ binh nó đang tiến lên này, sang bên này. Chà, mày ăn no pháo anh.
quái quỷ. Bắn đây. Nó đang tiến quân ra đây này. Nó đang bị... Nó... Nó kìa. Đội hình hợp rỗng sẵn sàng. Úi xời, con ngựa. Con ngựa này chạy đến bắn chết tại chỗ luôn. We have killed their general, sir. À, chết tướng của nó rồi. Tướng của nó bị chết tại trận rồi. Tham trưởng quân đội Pháp đã bị tiêu diệt. Lắp vào rừng đi em ơi. Bắn từ trên đồi này có sườn rừng để bắn lợi thế lắm. Chúng ta bắn ở trên đồi xuống. Rồi. Cái nào này? Đội kỵ binh này của nó lì đấy. Cho một đội này ra đây. Loại lốt ra kỵ binh của nó. À, nó chạy vào rồi. Tiến. Xong. Cái binh của Pháp mạnh vãi trưởng. Cái binh của mình mà xông vào như thế một lúc là chạy rồi. Đơn vị này của nó chạy ra đây. Người Pháp. Ở đó. Người Pháp đang dàn quân ra đây à? Pháo của mình nó phải đặt cái xa kìa. Mà gần thì lại nguy hiểm. Đây nó có điểm cao, nếu đặt gần thì lại không có điểm cao. Bắn đây. Nó đơn vị đây lùi lại một xíu. Nó đến kìa, tiếp. Phải có pháo binh yểm trợ mới nó làm giảm tinh thần chiến đấu của chúng nó được. One of our units has used all its ammunition, sir. Bắn hết đạn được à? Căng nhỉ, bắn hết đạn. Tiến xuống đi. Người Pháp đang bị hoang mang sơ tán. Đơn vị này vẫn còn đạn. Đứng ở đây vẫn có cái lợi thế sườn dốc. Rồi, hình thành thế trận bao vây quân Pháp rồi. Hay quá, pháo binh đâu. Tiếp tục. Người Pháp
Pháp đang bị vây. Tiếp tiếp vây chặt quân Pháp ạ. Chuyện này hạn chế tối đa thương vong. Nó đang bị vây rồi. Tiến lên, tiến lên, tiến lên. Có cơ hội được thì tiến lên. Tiến lên. Tiến, 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 tiến. Rồi, xử cái khẩu pháo nó cho anh. Đi vào đây. Thanh niên này đứng đây. Lại chạy. Tiến lên. Nó lánh thì mình nếu lui, nó lui mình lại đánh. Tiếp nó cứ lui mình để tiến. Pháo binh đâu? Bắn vào đây. Bắn mất tinh thần. Cánh quân bên này bị thương nặng hơn. À, kỵ binh đâu à? Sẵn sàng đây. Sắp có việc để làm cho kỵ binh này. Tiến xuống. Rồi, pháo binh đâu rồi? Lã vào đây. Khép chặt hai khe vào. One of our units has used all its ammunition, sir. Yes, sir. Đơn vị này hết đạn à? Hai đơn vị ném được đạn rồi. Hai đơn vị ném. Vào đây. Ra tiếp viện. Hết đạn, hết đạn. Úi xồi ôi. Hay quá. Đến trận bao vây quân Pháp. Trận này hy vọng chiến thắng. Tham mưu trưởng quân đội Đức. À, tham mưu trưởng quân đội Pháp. Trận này nó được chỉ huy bởi tham mưu trưởng. Tham mưu trưởng. Nó bị đầy hết đạn rồi. Mình bắn lên hết đạn này. Sợ. Pháp đang rối loạn đội hình. Tiến lên anh em. Nữa rồi. Tiến đây. Tiến ra đây cho anh. Chà. Thế chúng nó xông ra kìa, quân Pháp đang xông ra. Bắn. One of our units has used all its ammunition, sir. Mệt quá, trận này được đánh thương quá. Ai à, đấu súng. Ai à. Ôi dồi, mịt mưa khói lửa. Ôi hết đạn rồi. Ôi hai thanh niên này hết đạn rồi.
hết đạn. Ăn vào đây, đá vào đây. Ai giả. Bắn tạt sườn nó cho anh. Bọn này sốc ạ. Rồi, xử lý đội đấy đã. Cho đội này khép vòng vây. Khép vòng vây chỗ này cho anh. Rồi, kỵ binh rút ra, rút ra, rút ra, rút ra. Glorious victory, sir. It is soon to be yours. Rút ra đã. Bắn. Đội này đang bị bắn tạt sườn này. Rồi ra đây. Mình xuống trường mình hết đạn rồi. À, hay quá, sự bổ sung cần thiết của lính ném lựu đạn. Lùi lại đi em này. Lính ném lựu đạn tiến lên đây. Bộ binh ở đó à? Tràn lên. Tháo binh rồi. Cứ lã nhiệt tình vào đây cho. Thử đã. Tiến lên. Rồi. Rồi, xử lý xong rồi. Mấy thằng ném lựu đạn rồi. Tiến ra đây. Rồi. Chuẩn bị ném lựu đạn nhá. Xong rồi, pháo binh dừng. It's ok. Đấy. Đây rồi. Bắn. Ném nữa. Rồi. Xung lên. Lấy lựu đạn xong xông vào. Rồi. Hai đội này nữa, lên tiếp viện đây. Xong. Đây này nữa này. Lấy lựu đạn. Bắn đã. Làm hàng đã bắn. Ô, hai thằng này cứu mẹ lên. Bắn 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 đã xong rồi lên đi bạn. Quân Pháp vỡ đội hình. Kỵ binh của mình tràn vào. Thôi được rồi. Xung phong. Xung phong. Rồi, xung phong. Super! Rồi. Tham trưởng quân đội Pháp đã bị tiêu diệt. Úi sổ rồi.
Lũ lê sập như dưới rổ. Rồi, tiếp không trận đánh rồi. Trận này đánh hay quá, mình thích trận này. Trận này tuyệt. Phải nói là đánh rất là tuyệt vời luôn. Mình thấy trận này đánh rất tuyệt. Rồi. Unbesiegt. Das können wir nicht, Sir. Mày hả bưởi. Mày hả bưởi. There is unused land suitable. Ôi, thằng Nga lại sắp rửa quẻ rồi. Building farms here will help the population to grow over time and produce trade income. Rồi. Chúng ta sẽ lại hồi được quân thôi. Phải chặn chỗ này, chặn quân Pháp nó tiến vào mình ạ. Rồi, quân đoàn này rút về đã. Hồi quân đã. Bỏ hai đội kỵ này đi. Thay kỵ này vào. Rồi. Đơn vị này mới có một đội, thay hai đội nữa. Chưa mua được. Chưa có kỵ. Thôi được rồi, không sao. Không sao, không sao. Giờ chiến trường, bây giờ mình là căng. Thằng Nga nó sắp lại chiến tranh mình rồi. Nó vừa bỏ chơi mình, chắc chắn là nó sẽ lại chiến tranh mình. Mình rất ghét cái thằng Nga này. Thái độ rất lồi lõm. Thôi được, mày cứ thích lồi lõm, tao sẽ mua quân ở bên này á. Mình sẽ phát triển ít quân ở bên này. Có thể mình sẽ phải đưa một vài quân đoàn sang bên đó. Ví dụ như quân đoàn này. Phòng thủ ở đây. Phía dưới có Gerard von Butcher rồi. Không sợ. Phía trên này chúng ta chưa có. Để mình xem cái tình hình thế nào đó. Thế giới không yên ổn tí nào. Hết cặp tiền, hoa liệt đấy. Cứ mỗi một trận đánh là một trận hại não thế này, chết. There is unused land suitable for farming in this region. Building farms here will help the population to grow over time and produce trade income. 1, 2, cho đây. À, 3 đội mới đủ. Thêm một đơn vị nữa. Rồi. Để quân này sang đây gác. Thằng Nga mà giờ khỏe đánh luôn. Ba đội. Bây giờ phải mua ngựa rồi. Tích cực mua ngựa. Hết tiền. Đội quân này có ngựa là được không? Về đây để hồi hẳn quân đã. Nó nhanh. Về đây nó hồi nhanh hơn. Mình vừa tiêu diệt ở đây. Lại thêm một quân đoàn nữa xuống đây rồi. Người Pháp rất nhiều quân. Lần này là tướng nào? Ở James Dean, người mà mình vừa nhắc ở tập trước. Người đã hy sinh, sự hy sinh của ông ấy đã làm sự một nỗi tiếc nuối của Napoleon đó. Tướng này sẽ phải tiến sang vùng này đã. Cùng với tướng này để sang luyện quân. Vùng này hết tiền rồi. Xem tình hình ngoại giao mình rất ngán thằng Nga. Cái thằng cơ hội này. Thằng chủ nghĩa cơ hội này. Mình cũng không hiểu kiểu gì tại sao nó lại không ưa mình. Thằng Nga chó chết này.
nó vẫn đang giao thương mình, nhưng mà nó lại rất thái độ. Hai thằng này Hanover bị trong một thế trận an toàn. May quá mấy thằng đệ mình không thằng nào bị chiến tranh. Có chiến tranh là mình vỡ mồm. Rồi. Đây, đối với nhánh công nghệ thì các bạn nghiên cứu về công nghệ này, các bạn sẽ nâng cấp được cái nhà lính đời cuối này. Nhà này thì nâng cấp được pháo đời cuối và bắt đầu vẫn tuyển được cái đội thuyền xịn đây. Mình đợi chỗ này. Nói chung thì chiến dịch này mình đã nói rồi, đây là cuộc cách mạng của người Đức. Và chúng ta đã đi theo con đường là làm cách mạng để thống nhất nước Đức. Thì chúng ta sẽ phải tiếp tục con đường đó. Và bây giờ thì mình cho các đơn vị quân này đi luyện cấp nhỉ. Để đây để dự bị á. Mình mua thêm mấy con ngựa nhưng mà nhiều ngựa quá. Mua thêm mấy thằng lính nữa. Lính này còn đi đánh nhau. Rồi. Xem bên này. Thằng Ottoman này nó tiến sát mình, chưa đánh mình. Đây thì chúng ta có bộ binh rồi, thiếu lục quân nữa thôi. Thôi à, cứ cho quân đoàn ra đây đóng ở đây đã, để đề phòng thằng Nga. À, có lẽ tạm thời mình xin dừng cái video của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã theo dõi cái video của mình. Nếu các bạn thấy cái video của mình thú vị, các bạn hãy like và chia sẻ cho bạn bè để cùng theo dõi. Còn nếu các bạn muốn theo dõi các video khác của mình, các bạn hãy ấn đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các cái video lần sau.